Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Sau đây là một số tin tức trong ngày hôm nay. Đơn vị UAV Ukraine nhận lệnh rời Bakhmut. Robert Rodzi, chỉ huy đơn vị UAV Ukraine tham chiến tại Bakhmut, nói rằng họ được lệnh rời thành phố tới địa điểm mới khi lực lượng Nga áp sát. Chúng tôi được yêu cầu lập tức rời chiến trường Bakhmut. Tại sao họ lại đưa ra mệnh lệnh này trong giai đoạn then chốt nhất, sau khi chúng tôi đã bám trụ 110 ngày ở đây? Tôi không bình luận về quyết định của bộ chỉ huy, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Robert Rodzi, chỉ huy đơn vị máy bay không người lái UAV Ukraine tham chiến ở Bakhmut, cho biết trên mạng xã hội hôm 3 tháng 3. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Sahira Khanin, thành viên Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc hội Ukraine hôm 2 tháng 3 nói rằng tình hình với các đơn vị cố thủ ở Bakhmut đang trở nên rất nghiêm trọng. Sớm muộn chúng ta sẽ phải rời bỏ Bakhmut. Giữ thành phố bằng mọi giá là hành động vô nghĩa, ông nói. Truyền thông Nga dẫn lời một tay súng thuộc tập đoàn an ninh tư nhân Wagner nói rằng binh sĩ Ukraine đã phá hủy phần lớn cầu đường ở ngoài ô Bakhmut nhằm cản bước tiến của đối phương. Kênh Military Chronicle ủng hộ quân đội Nga với hơn 255.000 lượt theo dõi trên Telegram cho biết một số đơn vị thuộc cơ quan an ninh, FBU và vệ binh quốc gia Ukraine đã xin được rút khỏi thành phố, trong khi lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93, tiểu đoàn bộ binh số 49 và một số lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ vẫn tiếp tục cố thủ tại Bakhmut. Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn Wagner, hôm 3 tháng 3 thông báo họ đã bao vây gần như toàn bộ Bakhmut và quân đội Ukraine chỉ còn một tuyến đường để rút quân. Tôi gửi thông điệp này đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trước đây chúng tôi thường chạm trán các đơn vị chuyên nghiệp của quân đội Ukraine, nhưng ngày càng có nhiều người già và trẻ em chiến đấu. Thời gian sinh tồn của họ ở Bakhmut chỉ khoảng 1 đến 2 ngày, hãy để họ có cơ hội rời thành phố, ông chủ Wagner nói. Chiến dịch tiến công thành phố Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk. Giới chức và chỉ huy quân đội Ukraine thừa nhận tình hình quanh Bakhmut cực kỳ căng thẳng. Tổng thống Zelensky cho biết cường độ giao tranh ngày càng tăng. Alexander Ro, doanh nghiệp Yansky, cố vấn của ông Zelensky, ngày 28 tháng 2 nói quân đội Ukraine sẽ cân nhắc tất cả lựa chọn, trong đó có rút lui chiến lược khỏi thành phố Bakhmut để tránh tổn thất vô ích. Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng bán vũ khí cho Đài Loan. Trung Quốc chỉ trích Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, yêu cầu Washington lập tức hủy kế hoạch và dừng mọi liên lạc quân sự với hòn đảo. Chúng tôi yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí, ngừng liên lạc quân sự với Đài Loan, không can thiệp vào vấn đề hòn đảo và làm trầm trọng thêm căng thẳng trên eo biển Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tàn Kè phải nói hôm 3 tháng 3. Ông Tàn cho biết việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc cùng các điều khoản trong bản thông cáo chung Mỹ, Trung. Quân đội Trung Quốc luôn sẵn sàng chống lại mọi hành vi ủng hộ Đài Loan, độc lập và can thiệp từ các thế lực bên ngoài, cũng như kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1 tháng 3 thông báo duyệt bán tên lửa đối không và tên lửa diệt radar trị giá 619 triệu USD cho đảo Đài Loan. Cơ quan này cho biết, lộ tên lửa sẽ giúp hòn đảo bảo đảm khả năng phòng không và hiệp đồng với quân đội Mỹ, đóng góp vào duy trì an ninh trong khu vực. Thương vụ đã được thông báo cho Quốc hội Mỹ để xem xét trong 30 ngày. Nếu Quốc hội Mỹ không phản đối, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký duyệt. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gần đây liên tục leo thang khi quân đội Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự lên hòn đảo bằng các biện pháp truyền thống và phi truyền thống. Mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với đảo Đài Loan, song là bên cung cấp vũ khí lớn nhất để hòn đảo phòng thủ, bất chấp cảnh báo từ Trung Quốc. Giới chức Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực hiện đại hóa lực lượng phòng vệ Đài Loan để quân đội Trung Quốc khó tấn công hòn đảo. Canada cảnh báo Trung Quốc không can thiệp bầu cử. Ngoại trưởng Jolie tuyên bố Canada không chấp nhận mọi hành động can thiệp công việc nội bộ từ Trung Quốc khi gặp người đồng cấp Tần Cương. Chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hình thức can thiệp nào từ Trung Quốc vào nền dân chủ và công việc nội bộ của Canada, Ngoại trưởng Melanie Jolie ngày 3 tháng 3 cho biết, trong tuyên bố về cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương bên lề hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ. Tuyên bố được bà Jolie đưa ra sau khi truyền thông Canada gần đây dẫn các nguồn tin tình báo giấu tên cáo buộc Trung Quốc thực hiện các kế hoạch can thiệp vào hai cuộc bầu cử vừa qua ở nước này. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các quan chức an ninh hàng đầu nước này xác nhận Trung Quốc đã tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử, nhưng khẳng định kết quả của chúng không thay đổi. Trước cuộc gặp với bà Jolie,
Ngoại trưởng Tần Cương tuyên bố cáo buộc cho rằng các đại sứ quán, lãnh sự quán Trung Quốc tại Canada đã tìm cách can thiệp bầu cử là vô nghĩa và hoàn toàn không đúng sự thật. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về tuyên bố của phía Canada. Những cáo buộc công khai của Ottawa đã góp phần khiến quan hệ song phương hai nước vốn căng thẳng này thêm phức tạp. Căng thẳng Canada-Trung Quốc gần đây gia tăng đáng kể. Năm 2018, giới chức Canada bắt giám đốc tài chính Hoa quay mạnh vãn chưa theo yêu cầu của Mỹ. Trung Quốc sau đó bắt hai công dân Canada với cáo buộc gián điệp. Cả ba được trả tự do năm 2021. Canada cũng yêu cầu ba công ty Trung Quốc thoái vốn khỏi các công ty khai khoáng của nước này do lo ngại về an ninh quốc gia. Tháng 10 năm 2022, một đoàn nghị sĩ Canada đã tới thăm Đài Loan, khiến Trung Quốc giận dữ, cáo buộc Ottawa đang can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Ngày 2 tháng 3, một ủy ban quốc hội Canada thông qua kiến nghị kêu gọi chính phủ liên bang tiến hành điều tra cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử. Hai ủy ban cũng đã bắt đầu điều tra độc lập. Thủ tướng Trudeau một ngày sau đó khẳng định Canada có các quy trình ngăn hành động can thiệp từ bên ngoài, trong đó một ủy ban độc lập đã xác minh tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử năm 2019 và 2021. Cả nhà hãy like, chia sẻ và đăng ký để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tới Ukraine. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland có chuyến đi bất ngờ tới Ukraine và tuyên bố sẽ bắt tội phạm chiến tranh Nga phải chịu trách nhiệm. Hôm nay, chúng tôi có mặt tại Ukraine để nói rõ ràng rằng thủ phạm của những tội ác chiến tranh sẽ không thoát tội, ông Garland phát biểu hôm 3 tháng 3 tại tỉnh Lviv, miền Tây Ukraine. Ông Garland đến Lviv theo lời mời của người đồng cấp Ukraine để tham gia hội nghị đoàn kết vì công lý. Garland phát biểu tại hội nghị rằng Mỹ đứng về phía các nhà điều tra tội ác chiến tranh Ukraine khi họ thu thập và lập danh mục bằng chứng từ các địa điểm xảy ra vụ nổ bao gồm bệnh viện, tòa chung cư, trường học, khai quật mộ tập thể và nghiên cứu hài cốt để kể câu chuyện của những người không còn có thể. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông cáo buộc từ khi xung đột bùng phát, lực lượng Nga đã phạm tội trên quy mô lớn nhất trong bất kỳ cuộc xung đột nào kể từ Thế chiến II. Mỹ đã ký thỏa thuận với Ukraine, Litva, Ba Lan, Estonia, Latvia, Slovakia và Romania về việc tăng cường nỗ lực của chúng tôi để buộc tội phạm chiến tranh Nga phải chịu trách nhiệm, ông nói. Nga hiện chưa bình luận về những phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Đây là lần thứ hai ông Garland tới Ukraine từ khi xung đột bùng phát tháng 2 năm ngoái. Chuyến đi không được công bố trước vì lý do an ninh và diễn ra gần 2 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Bộ Tư pháp Mỹ đang hỗ trợ Ukraine điều tra tội ác chiến tranh có thể xảy ra từ khi Nga mở chiến dịch quân sự. Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện ngày 1 tháng 3, ông Garland tuyên bố Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập tập đoàn an ninh Nga Wagner đang tham chiến ở Ukraine, là tội phạm chiến tranh. Trong tuyên bố ngày 24 tháng 2 để đánh dấu một năm chiến sự, Garland cho biết bộ của ông sát cánh cùng các đối tác Ukraine để theo đuổi công lý. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tháng trước cáo buộc Nga phạm tội chống lại loài người ở Ukraine, nói rằng lực lượng Moscow đã tiến hành cuộc tấn công rộng rãi và có hệ thống vào dân thường Ukraine. Tội phạm chiến tranh là người thực hiện các tội ác chiến tranh, trong đó có cố tình nhằm vào dân thường, tra tấn, bắt con tin, vi phạm các nguyên tắc quốc tế trong xung đột vũ trang. Nga nhiều lần phủ nhận cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Đảng của Thủ tướng Nhật bị chỉ trích về đề xuất tăng tỷ lệ sinh. Đảng của Thủ tướng Nhật Bản, Kishida bị chỉ trích vì đề xuất giảm nợ sinh viên cho người có con, khi đất nước nỗ lực tăng tỷ lệ sinh. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết sẽ đưa ra những biện pháp chưa từng có để giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh thấp đã kéo dài lâu năm. Đảng Dân Chủ Tự Do LDP của ông Kishida được cho là đang soạn thảo loạt khuyến nghị chính sách về vấn đề này cho chính phủ. Tuy nhiên, đề xuất giảm nợ sinh viên cho người có con đã khiến các chính trị gia và người dân tức giận. Giảm nợ sinh viên và liệu một người muốn sinh con hay không là những vấn đề hoàn toàn khác nhau phải không Thủ tướng? Nghị sĩ đối lập Noriko Ishigaki hỏi ông Kishida tại phiên họp Thượng viện ngày 3 tháng 3. Đây là chính sách yêu cầu một đứa trẻ để đổi lấy việc giảm nợ. Biện pháp tồi tệ chưa từng có để giải quyết tỷ lệ sinh thấp. Thủ tướng Kishida nói rất ít về nội dung của đề xuất, chỉ nhấn mạnh rằng cuộc tranh luận tự do và sôi nổi cần được tôn trọng. Điều này giống như nói, hãy trả giá bằng thân thể của bạn. Hãy sinh con nếu bạn muốn giảm nợ. Không hiểu họ đang nghĩ gì. Sinh con có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Thật tàn nhẫn, một người dùng Twitter cho hay. Các chính sách của LDP là luôn đối xử với con người như thể họ không phải con người. Nhà viết sử Masahiro Yamayaki đăng Twitter. Những người khác gọi kế hoạch này là không thể hiểu nổi và bất thường, đồng thời cho rằng có con hay không ngay từ đầu là vấn đề quyết định cá nhân. Nghị sĩ Masahiko Shibayama thuộc LDP, người đứng đầu nhóm thảo luận về vấn đề này,
nói với các đài truyền hình TBS và TVA Asahi rằng, kế hoạch này nhằm hỗ trợ tài chính cho các gia đình có con, không phải trừng phạt những gia đình không sinh con. Chúng tôi thảo luận về vấn đề này nhằm mở rộng hỗ trợ nuôi dạy trẻ hơn là chính sách liên quan việc sinh con, ông nói. Thật đáng tiếc khi điều này được thực hiện, trong bối cảnh nó sẽ không mang lại lợi ích gì trừ khi sinh con. LDP dự kiến đệ trình khuyến nghị chính sách lên chính phủ của Thủ tướng Kishida vào cuối tháng này. Trong bài phát biểu về chính sách hồi tháng 1, ông Kishida cho biết tỷ lệ sinh thấp và dân số già của Nhật Bản gây ra rủi ro cấp bách cho xã hội. Theo ông, tập trung vào chính sách liên quan trẻ em và nuôi dạy trẻ là vấn đề không thể chờ đợi, không thể trì hoãn. Tỷ lệ sinh đang giảm ở nhiều quốc gia, nhưng đặc biệt nghiêm trọng ở Nhật Bản. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, quốc gia này có tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên cao thứ hai thế giới, sau quốc gia nhỏ bé Monaco. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của kênh. Mọi người hãy giúp kênh bằng cách nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký để giúp kênh có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Tạm biệt.